phải cho người áo dài lên để biết rằng chúng ta vẫn còn là người Việt Nam, người con gái Việt Nam da vàng. Rồi, con được ơn gì của Chúa? Dạ, con xin kính chào cha, con xin chính chào công đoàn của lòng Chúa thương xót. Thưa cha, con là Maria Lê Thị Nhiên, con ở Sơn La thuộc giáo phận Hưng Hóa. Dạ, thưa cha, ơn phúc của Chúa đổ xuống trong gia đình con thì vô vàn, con không thể nào mà tính được. Nhưng mà bây giờ có cái ơn gần nhất là, dạ thưa cha, cái ơn thứ nhất của con là con bị suy tĩnh mạch trong hai bên chân của con, chứ con chỉ đứng khoảng nửa tiếng thôi là nó sưng phù lên, xong nó tím đen lại. Thế mà nó tê mà hai cái nủ chân của con thì nó nóng như thì là ngâm nước sôi. Thế hôm con tháng trước, tháng 8 con vào đến đây, thế được cha đặt tay cầu nguyện cho con, với công đoàn cầu nguyện cho con. Thì thưa cha, với công đoàn là nó, Chúa ngự trên con quá mầu nhiệm luôn cha. Thế khi cha vẩy nước phép vào người con gái thì hai bên chân con tự đùi dập xuống, nó như hai cái dòng nước đá nó chảy xuống đến chân con. Thế từ khi đấy cho đi con về đến nhà, thế là con hết luôn từ bây giờ. Vâng, dạ thưa cha. Vâng. Chính là bệnh là bệnh tĩnh mạch, suy tĩnh mạch trong là cái chân thì đứng lâu không được. Mà cỡ như tôi, anh chị em đứng ngày Chủ nhật là tôi đứng từ hôm nay là đầu tháng, đứng từ 8 giờ tính tâm cho anh em thiện nguyện, rồi các thầy, các sơ, hội đồng mục vụ, ca đoàn, rồi trật tự vệ sinh giữ xe. Mỗi ngày Chủ nhật đầu tháng là chúng tôi đều có những buổi tính tâm như vậy, rồi là tỉnh thức và cầu nguyện. Vì nếu không thì dễ bị u mê mê lắm. Có khi những anh em làm mà không cầu nguyện thì chúng ta có khi làm chỉ vì thói quen, làm để hư danh, làm để lấy lợi. Còn nếu mỗi Chủ nhật đầu tháng chúng tôi dành thời giờ để mà tĩnh tâm. Chị kia bỏ cái điện thoại, bỏ cái cho anh xuống, ngồi xuống cầu nguyện đàng hoàng, nghe lời Chúa, không có phải quay phim chụp hình gì hết. Anh chị em, chúng ta phải tỉnh thức là như vậy. Đây là giờ mà mình nghe lời Chúa, chứ không phải là giờ mà quay phim gì để mà khoe với người ta là cái gì cả. Nếu anh chị em muốn về coi thì cứ lên trang web tinthac.net, mở YouTube ngay bây giờ trực tiếp là tinthac.net, lên YouTube giáo điểm Tin Mừng, nó có hết hình ảnh, phim có hết, nên không cần phải quay phim thì giờ này chụp hình chụp hết gì cả. Vì chính Đức Giáo Hoàng Francisco cũng cảnh cáo ngay cả các giám mục là giờ lễ không có quay phim, không có chụp hình. Vì khi mà đồng tế có cha lại lấy máy ra quay phim, lấy máy ra chụp hình, ở dưới người dân người ta nhìn lên rất là phản cảm, rất là phản cảm. Giờ đó là giờ cầu nguyện mà các cha đồng tế lại còn cầm cái máy lên quay phim chụp hình. Thiếu gì anh em giáo dân người ta làm được, thiếu gì máy quay phim tối tân hơn xong để cho giáo dân người ta làm. Mà việc của linh mục là dâng lễ, là hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Và việc dâng lễ có đâu mà lại vừa làm lễ vừa quay phim vừa chụp hình là thế nào. Nên Đức Giáo Hoàng Francisco đã cảnh cáo chính cái giám mục là như vậy, và dĩ nhiên cả linh mục tu sĩ. Và ở đây thì ngay xem giáo dân chúng ta phải tỉnh thức và cầu nguyện, là cái giờ này là giờ tỉnh thức và cầu nguyện, chứ không phải là giờ mà quay phim chụp hình, không phải giờ nói chuyện, không phải giờ khi đồng chi trí. Thì như cô này cô đang nói về câu chuyện là suy tĩnh mạch, mà nếu mà tôi không có ơn của Chúa, tiện thì cô nói ơn của Chúa, thì tôi cũng muốn làm chứng cho anh chị em thấy, nếu mà suốt 3 năm vừa rồi mà ngày nào cũng đứng từ 2 giờ cho đến 7 giờ tối, đứng 5 tiếng đồng hồ như vậy, mà chỉ ngồi được có một lúc là anh chị em đọc lời Chúa mà thôi, thì anh chị em nghĩ cái chân của tôi nó sẽ to bằng cái chân nào, mà đứng làm sao mà chịu nổi cho anh chị em. Cho nên có nhiều lúc mà đêm về là cái chân nó tê cứng hết, nhưng mà tôi chả hiểu sao. Ngồi chơi thì là nó đau, mà tôi đứng đặt tay thì nó không đau. Mới chết chứ, mới căng đấy chứ. Giá mà nó đau thì mình lấy cớ bảo thôi, chị em về đi, hôm nay chân tôi đau quá, không đặt tay được. Nhưng mà tôi cũng muốn lấy cớ. Mấy em cứ bảo cha cứ chiều người ta lễ xong rồi lại cha lại đứng đặt tay. Rồi tí người ai xin cha cũng đặt tay. Mà khổ thấy người ta đến mình không làm không được. Cho nên là nó bảo cha đau chân thì cha vô chân nghỉ đi, mà khổ lúc tao đặt tay tao không đau chân, tối về tao mới đau thì sao bây giờ. Thưa anh chị em,
Và đó là cái điều mà tôi thấy rằng khi mà chị nói về cái ơn phúc của Chúa thì tôi cũng xin làm chứng như vậy. Nhất là ngày Chủ nhật là từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, đúng 12 tiếng đồng hồ, không nghỉ. Mà cũng vì khi tới ngày hôm nay là chị ăn có một tí xíu, một cái củ khoai buổi sáng thôi. Cho tới bây giờ thì tôi thấy là vẫn đứng, vẫn khỏe. Mà bây giờ mà vô mà ngồi chơi nói phép bắt đầu mệt đó. Mà đứng giả lời Chúa mà đứng ra tay thì nó cứ khỏe như trâu. Thì chị mới thấy rằng là nếu mình nhiệt tình lo cho việc nhà Chúa thì Chúa lo cho mình. Đây là cái ơn phúc thứ nhất, ơn phúc thứ hai. Dạ thưa cha, cái ơn thứ hai của con thì nó quá mầu nhiệm luôn cha. Vì hôm con vào đây thì con không vô tình, thì con chỉ nó hơi thấy nó mắc ở cổ. Thế con vô tình con bảo con đi khám thì con định là về vào viện nội tiết trung ương. Thế như xong con nghĩ nào thì con tự nhiên lại có cái người chị để xô bảo thôi đến viện ung biếu Hà Nội. Thế con mới vào viện ung biếu Hà Nội thì thưa cha là con bắt đầu vào đến nơi thì bác sĩ vì mới siêu âm con cái thôi. Thế xong bác sĩ mới ngạc nhiên lên hỏi con bảo thế chị thấy là vâng chị thấy làm sao mà chị thấy thì con bảo con chỉ đi khám sức khỏe bình thường thôi. Thế thưa cha là thì khi bác sĩ siêu âm con thì con bị u hai tuyến giáp hai bên, xong rồi u ở cầu thận, thế u vú, u cổ tử cung. Thế con mới về đến nhà con đi, thế bác sĩ bảo cho con là vâng thì về để điều lấy thuốc điều trị. Thì con về nhà thì con nhắn tin cho cha thì con nhắn 6 tin đầu không thấy cha trả lời thì con cũng buồn lắm. Thế xong đến hôm sau thì con nhắn tiếp thì hai vợ chồng con đang ngồi xem cái YouTube của cha, cái bài giảng của cha ấy. Thì con nhắn tin lên một lúc cái thì thưa cha là con đau con không thể tưởng tượng là con đau. Con mới bảo chồng con bảo anh ơi như thế nào mà em đau quá không chịu nổi. Thế nó phải lên con đau dữ dội lên. Thế xong thì vừa nhắn tin xong dứt lời cái thì con thấy cái chuông điện thoại nó báo thấy cha trả lời con. Thế là con cứ ôm mặt con khóc, con như chưa bao giờ con được khóc, con mừng quá con khóc. Thế xong hơn bác sĩ dặn con bảo 3 tháng sau đi kiểm tra lại, nếu mà có ấy gì thì có biến chứng gì thì đến mổ. Thế con đi về thì con cha được cha cầu nguyện cho con như thế. Thế đến sau hơn 1 tháng con đi kiểm tra lại thì thưa cha không còn một cái gì nữa thưa cha. Thế con tức là u vú, u tử cung, rồi u tuyến giáp, rồi u cầu thận, đó là những cái u mà toàn là u ác, u khủng khiếp, một cái u là đủ chết. Mà chị đến 4 năm cái u như thế mà bây giờ chị đã được khỏe mà đứng trước mặt chúng ta đây, một người mặc áo dài là từ bên Sơn La, giáo phận Hương Hóa, chúng ta hallelujah. Tôi gửi tặng cho chị, ngoài đó chị có máy nghe giảng chưa? Dạ thưa cha, lần trước con vào thì con mua tất cả là 18 cái. Thì con về con chia hết cho các chị, thì con cho một cái chị người đạo Phật, chị đã đi quy y rồi. Thế chị bị khớp, nghe nó chân tay nó bò quắp hết không đi được. Thế con bảo chị cứ nghe đi, thì chị mà tín tháp là chị nghe cái này là chị được an ủi, được nâng đỡ và chị còn được chữa lành nữa. Thế thưa cha rằng là chị không đi được, thế mà chị con cho chị chơi nghe có 3 ngày xong đấy chị đi được chạy. Vâng, thì chị đi được. Thế thì giờ bây giờ chị vào lần này chị về chị và con vào thì chị bảo là vào đấy thì làm chứng cho chị ấy. Dạ vâng. Hallelujah. Đi cao lên tập xa lên. Hallelujah. Đây, vậy thì chị thích gì tôi tặng cho chị vậy? Thưa cha, vâng, cho con xin ảnh tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Vâng, tôi gửi tặng cho chị tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Đây, chị ở mãi ngoài Sơn La, phải không? Tôi gửi tặng chị tấm ảnh đem về Sơn La nha. Tấm ảnh đi đường nó không sợ bé, xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi, xin mời.